Enobi, lên làm bài toán này cho cô. Em hãy điền thêm dấu vào bài toán để được phép tính đúng. Dạ, được ạ thưa cô. Bài toán này ta sẽ làm như sau. Ta lấy 9 chia 9 nhân 9 cộng 9 trừ 9 bằng 9 ạ. Cô kiểm tra bài cũ nhé. Em thưa cô được ạ. Em nghe rõ câu hỏi nhé. Em hãy điền thêm dấu vào bài toán. Các dấu thêm vào phải khác nhau. Các dấu không được lặp lại hai lần. Dạ, thưa cô em biết rồi ạ. Em đã hiểu thì bắt đầu làm bài toán thôi nào. Dạ, thưa cô. Bài toán này ta sẽ làm như sau ạ. Ta lấy 5 nhân 5 chia 5 trừ 5 bằng 0 ạ. Hôm nay cô sẽ kiểm tra bài cũ. Xin mời em Nobi lớp phó học tập lên làm bài toán này. Dạ, em thưa cô được ạ. Em nghe rõ câu hỏi nhé. Hãy điền thêm dấu vào bài toán trên để được phép tính đúng. Dạ, thưa cô. Bài toán này sao có thể bằng 8 được chứ ạ? Em chưa hiểu câu hỏi của cô sao? Cô bảo em thêm dấu vào để phép tính đúng bằng 8 đó. Dạ, em thưa cô. Em biết rồi ạ. Bài toán này ta lấy 8 chia 8 nhân 8 trừ 8 cộng 8 bằng 8 ạ. Thưa cô, bài toán như thế này là đúng rồi ạ. Enobi, em hãy điền thêm dấu vào bài toán này cho cô. Nhớ là các dấu không được điền giống nhau nhé. Dạ, thưa cô. Em là học sinh giỏi toán cấp tỉnh mà. Những bài toán này dễ thôi có gì đâu. Vậy sao? Nói mà không làm được thì ăn gậy đó nhớ chưa? Dạ, được ạ thưa cô. Giờ em bắt đầu làm bài toán đi nào. Bài thì không chịu làm, cứ nói chuyện là nhiều. Dạ, thưa cô em biết rồi ạ. Bài toán này ta lấy 7 chia 7 nhân 7 trừ 7 bằng 0 ạ. Sao hôm nay em đi học muộn vậy? Đã đi học muộn rồi mà còn hay nói chuyện trong giờ học nữa. Dạ, thưa cô, em có nói chuyện đâu ạ. Em chỉ hỏi các bạn là hôm nay cô có kiểm tra bài cũ không thôi mà. Đi học cô sẽ kiểm tra bài rồi, em nên làm bài toán này cho cô. Dạ, thưa cô, hôm nay em chưa học bài ạ. Ôi hô, cô cho bài về nhà mà không học sao hả? Cô không yêu cầu em có điểm cao gì cả. Mà cô muốn em rèn luyện bản thân để trưởng thành hơn thôi. Em thưa cô em xin lỗi ạ. Không điểm về chỗ. Enobi, em nên làm bài toán này cho cô. Dạ, được ạ thưa cô. Em nghe rõ câu hỏi nhé, em hãy điền thêm dấu vào bài toán cho đúng. Dạ, thưa cô, bài toán này ta lấy 3 nhân 3 chia 3 cộng 3 bằng 6 ạ. Enobi, sao em thường xuyên đi học muộn là sao hả? Cô nói em bao nhiêu lần rồi hả? Nhà trường cũng phản ánh về việc em hay đi học muộn nhiều lắm rồi đấy. Dạ, thưa cô, em xin lỗi ạ. Giờ em nên làm bài toán này cho cô. Dạ, thưa cô được ạ. Em hãy điền thêm dấu vào bài toán trên để được phép tính đúng. Em thưa cô, bài toán này ta lấy 3 mũ 2 chia 3 nhân 3 bằng 6 ạ.